Xin chào các bác đã đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring đến từ thương hiệu Gian, là dòng xe Gian Fastrad SL1, một là dòng xe đạp Touring cao cấp của dòng xe Gian. Và cái dòng Fastrad là cái dòng xe mà là dáng Touring nhưng mà sẽ được sử dụng bộ đồ group của xe đua. Đấy, thì chiếc xe này là dòng SL1, là dòng cao cấp nhất trong dòng Fastrad SL, được chạy bộ chuyển động Shimano Tiagra. Một chiếc xe Touring cực kỳ đẹp, rất là phù hợp cho các bác đi thể dục, đi những cái con đường bình thường hàng ngày, đường bằng, đi thể dục trong phố, rất là hợp lý, nhẹ nhàng, sử dụng cũng cực kỳ là dễ dàng. Toàn bộ phần khung của chiếc xe thì được làm từ nhôm, nên về chiếc xe tông màu đen, rất là đẹp. Với cái logo Gian được in lỗi và những cái họa tiết vân. Chiếc xe có size ở đây là size M, size trung bình. Thì tí nữa em sẽ có một phần đo size của chiếc xe sau. Bây giờ sẽ đi vào bộ chuyển động của chiếc xe trước. Thì chiếc xe được trang bị bộ chuyển động group Shimano Tiagra với 10 tầng líp và 2 tầng đĩa. Đĩa ở đây cũng là Tiagra. Đùi trục rỗng. Bánh 700C, lốp 700x23. Toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc, chính hãng, đồ nguyên zin 100% các bác nhé. Cái vân lốp này còn rất là mới, chủ cũ họ đi là cực kỳ là ít sử dụng. Nên là chiếc xe này giữ cái độ mới đó còn tương đối là tốt. Nếu phần ghi đông của chiếc xe thì chiếc xe được trang bị bộ tay bấm của Shimano Tiagra. Đây, 10 speed ở đây. Và bên này là 2, double là 2. Tính ứng 10 lít và 2 đĩa cho xe 20 tốc độ khác nhau. Đó là bộ phanh dầu Techo. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Xe phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m6566 đến khoảng 75-76, đi phù hợp khoảng 1m80 hay 80 đi cũng được, nhưng mà hơi bé nhưng mà đi thì cũng được. Chuyển động cực kỳ mượt mà. Dòng Tia này cũng là đời mới, cũng khá là cao cấp của dòng Shimano, nên là những cái chuyển động, những cái chi tiết chuyển động cực kỳ là tốt, để là tay bấm rất là nhẹ nhàng. Và chiếc xe này đang được bán bên em mức giá chỉ có là 16.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.